tóc đẹp không? Ôi, mất cả ngày hôm nay đấy. Được không? Cái đéo ở đây. Hả? Tóc tay kiểu đéo ở đây. Kiểu gì? Tóc đẹp không? Mất cả buổi người ta làm ấy. Làm kiểu đéo gì mà trông tóc như cái lông lờ ấy này. Tóc xoắn như lông chờ luôn. Thè lưỡi ra xem còn đố không nào. Bố mày nhòm cái mày đấy à? Mày bị điên à? Thế nên mày nhìn lại cái đầu mày đi, mày còn chê tao. Bảo bao nhiêu lần thì không đi sửa cái tóc đi, nhìn như cái tàu lá chuối. Tóc người ta đẹp như này. Ít nhất còn đẹp hơn cái loại xoăn như lông chó, ok? Này, mày chê tóc ai xoăn như lông chó hả? Mày đấy. Mày biết bố mày là ai không? Biết bố mày là ai không? Mà mày chê tóc tao xoăn như lông chó hả? Chết mẹ. Yêu nhau 2 năm rưỡi mình đéo biết bố nó là ai. Thế mày biết bố mày là ai không? Bố mày... Còn... Biết bố nó là ai nhỉ? Thế bố mày là ai? Con đĩ này. Mày yêu tao 2 năm rưỡi mà mày không biết bố tao là ai. Mày không biết cả gia đình tao là ai. Mày không biết gia phả tao. Mày không yêu tao. Ôi trời ơi, làm được hối rồi. Cái loại khốn nạn như mày yêu tao 2 năm rồi. Mày chỉ để cắm sừng tao, mày lợi dụng tao. Thì hóa ra là mày cũng đéo biết bố mày là ai đúng không? Hóa ra là trong 2 năm rưỡi vừa rồi yêu nhau mày đéo biết bố tao là ai. Mày định ở những cái lúc mà mày chia tay tao ấy, mày ra kia mày tòm tem tí tởm, mày nhảy cái bố tao rồi mày lên làm mẹ tao luôn đúng không? Mày thích đổ đi yêu tao không? Mày đúng là cái loại đéo biết bố tao là ai? Loại đéo biết bố tao là ai? Hiểu kiểu gì? Ai? Ai tình? Tình yêu? Yêu em? Yêu em. Mày bậy nha, đang cãi nhau nha. Mất dậy này, vuốt về. Vuốt về. Em không yêu em ngủ với ai, em ở với ai. À vì, à ngọt, nội dị, nội tật, chân vị, chân lăng, lăng vị, lăng vắt. Mắt vị, mắt hồ hồ nhị, hồ nhạy, 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 Mày đánh tao xong rồi mày đã biết bố mày là ai chưa? Ai à, ơi. Con tin hỏi à? Bố tao là chồng của mẹ tao, mà là con của ông nội tao thì tao biết. Còn bố mày là ai thì tao cũng đéo cần biết luôn. À, đấy thấy chưa? Yêu nhau cho lắm vào bảo là yêu anh say đắm mà cuối cùng 2 năm rưỡi đéo biết bố tao là ai. Im mồm đi. Thì mày có im mẹ mồm đi. Thế, chia tay. Tay phải. Tay phải. Đây tay trái. Ơi là chú ơi. Hả? Bố của chú là ai đấy? Bố của chú là ai đấy? Mày đùa tao đấy à? Mày đùa tao đấy à?